Bạn có biết Vương Lâm đã điên cuồng đến mức nào để giành lại Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển không? Kể từ khi Vương Lâm thành công đột phá cảnh giới Nguyên Anh, hắn liền trở về quê hương triều quốc của mình, hoàn thành việc báo thù, tiêu diệt kẻ thù xưa Đặng Hoa Nguyên. Tuy nhiên khi hắn vui mừng trở về bên cạnh Lý Mộ Uyển, lại nhận được tin nàng sắp qua đời. Trước tình cảnh người tình sắp ra đi, Vương Lâm đau đớn như là bị dao cắt. Hắn không ngừng truyền linh lực cho Lý Mộ Uyển, cố gắng làm chậm sự tiêu tan của sinh mệnh nàng. Nhưng thiên đạo luân hồi, sức người khó cãi, sinh mệnh của Lý Mộ Uyển vẫn đang trôi mất. Để cứu lấy Lý Mộ Uyển, Vương Lâm bèn nhắm đến đan dược cấp 6, có lẽ đó chính là hy vọng sống sót duy nhất của nàng. Vương Lâm dứt khoát đến các tòa nhà đấu giá. Sau một cuộc giao dịch, hắn đã thành công lấy được phương thuốc đan dược cấp 6. Sau đó hắn ngay lập tức trở về Vân Thiên Tông và giao phương thuốc cho Âu Dương Tử nghiên cứu. Âu Dương Tử không phụ sự mong đợi, sau hơn 2 năm nỗ lực đã thành công nghiên cứu ra phương thuốc thay thế. Trong hơn 2 năm đó, Vương Lâm không rời khỏi Lý Mộ Uyển một phút nào, thậm chí không gần truyền linh lực cho nàng. Mặc dù điều này cũng chẳng thể ngăn chặn việc sinh mệnh của nàng đang dần xói mòn. Khi Âu Dương Tử mang tin tức phương thuốc cấp 6 thành công đến, Vương Lâm ngay lập tức tìm kiếm các dược liệu cần thiết. Hắn không nghỉ ngơi một giây phút nào, cuối cùng cũng tìm đủ dược liệu. Tuy nhiên, khi Vương Lâm đưa viên đan dược cho Lý Mộ Uyển uống, cơ thể của nàng đã quá yếu để chịu đựng sức mạnh lớn này. Kim đan xuất hiện vết nứt, thiên đạo luân hồi cũng đến vào lúc này, bao bọc lấy Lý Mộ Uyển. Ánh mắt của nàng lộ rõ sự không đỡ nhìn về phía của Vương Lâm, rồi từ từ nhắm mắt lại. Khoảnh khắc này xung quanh trở nên yên lặng lạ thường. Kim đan của Lý Mộ Uyển cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ nát, nguyên anh trong cơ thể của nàng bắt đầu tiêu tan. Cái chết của Lý Mộ Uyển như là một đòn nặng nề giáng xuống Vương Lâm, phòng tuyến trong lòng của hắn gần như sụp đổ. Đối mặt với thực tế tàn khốc rằng thiên đạo luân hồi sẽ lấy đi nguyên anh của Lý Mộ Uyển, hắn đã đưa ra một quyết định điên cuồng, đấu tranh với trời. Hắn nguyện dùng sinh tử ý cảnh bất chấp tất cả giành lại nguyên anh của Lý Mộ Uyển từ thiên đạo luân hồi, thề sẽ bảo vệ nàng trọng sinh. Thiên đạo làm sao chịu đựng được sự thách thức này? Một bàn tay khổng lồ chộp lấy Vương Lâm, dưới ánh mắt lạnh lùng trong mây đỏ. Vương Lâm nhiều lần trọng thương, cơ thể nhiều chỗ vỡ nát, nhưng khóe miệng của hắn luôn mang theo một nụ cười không chịu khuất phục. Vương Lâm lợi dụng bản tôn và luân hồi sinh tử trục để đưa Nguyên Anh an toàn đến một ngôi làng xa rời tranh chấp, dung nhập nó vào một đứa trẻ sắp chào đời. Trong quá trình này, sức mạnh của thiên đạo luân hồi dưới dạng nắm đấm khổng lồ đã đuổi theo, định ngăn cản Vương Lâm. Vương Lâm dựa vào ý chí kiên cường và tu vi mạnh mẽ để chống đỡ, mặc dù bị thương nặng nhưng không hề lùi bước. Hắn tuyên bố mình sẽ tu luyện thành công thiên đạo luân hồi chi thuật thay thế luân hồi, khiến cho thiên địa vận hành theo ý chí của hắn. Trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, bản tôn kịp thời trở lại hợp nhất với Vương Lâm, tạo thành một tồn tại bí ẩn sở hữu cổ thần thể phách và nguyên thần của tu sĩ. Tồn tại này không chỉ có sức mạnh to lớn mà còn toát ra một khí tức độc đáo vượt trội hơn cả tu sĩ và cổ thần. Cuối cùng, sứ giả của thiên đạo luân hồi rời đi vì nguyên anh của Lý Mộ Uyển chuyển thế phù hợp với quy tắc. Vương Lâm cũng nhờ ý chí kiên cường và sự mạnh mẽ đã thành công ngăn chặn sự can thiệp của luân hồi. Tuy nhiên, trận chiến này đã khiến cho hắn bị thương nặng, phải bế quan tĩnh dưỡng và điều chỉnh linh lực. Để ngăn chặn thiên đạo luân hồi tiêu diệt nguyên anh của Lý Mộ Uyển, hắn quyết định bế quan chữa thương và bố trí nhiều lớp phòng ngự để đảm bảo an toàn cho nàng. Đầu tiên hắn sửa chữa các hố sâu để lại sau trong trận đánh, sau đó bế quan tu luyện, để lại thần niệm thông báo cho đồng đội đến bảo vệ. Trong thời gian bế quan, Vương Lâm trải qua sự thay đổi của ngày và đêm, gió sương mưa tuyết, nhưng không hề nhúc nhích như là một nhà sư trở về từ cõi hư vô. 6 tháng sau, tại thôn Hạch Hoa, nhà của lão Chu, một cô bé tên là Chu Như ra đời. Tiếng khóc của cô bé khác thường, dự báo một số phận không tầm thường. Ban đầu Vương Lâm cho rằng Chu Như chính là chuyển thể của Lý Mộ Uyển, vì thế hắn đã bảo vệ cô nàng suốt chặng đường. Tuy nhiên, Vương Lâm không hề biết rằng Chu Như đã sớm có ý thức riêng, và sau khi nguyên anh của Lý Mộ Uyển thức tỉnh, nhận ra rằng mình phải nuôi chừng Chu Như mới có thể tái sinh, nàng đã chọn từ bỏ. Sau đó Vương Lâm chỉ có thể lưu trữ nguyên anh của nàng trong Thiên Kịch Châu, quy tâm tu luyện ngàn năm để hồi sinh nàng. Có thể nói, suốt cuộc đời của Vương Lâm chấp niệm chỉ dành cho Lý Mộ Uyển, đó cũng là lý do tại sao Thiên Kịch lại được gọi là Thiên Kịch, chính vì Vương Lâm muốn nghịch thiên hành động, cứu sống Uyển Nhi.